Mộc Hương Súp, xin chào các bác nhé. Hôm nay tôi vừa về cái lô nhẫn với lại lô vòng mới hàng chính hãng Tây Tạng đây, thì tôi quay nhanh cho các bác xem cái lô mới này luôn để các bác có thể là tiện đặt hàng nhé. Đây là cái nhẫn này, nhẫn Bát Nhã Tâm Kinh này, hàng Tây Tạng chính hãng, mạ vàng titan, mạ vàng 24K này. Thì các bác lưu ý là nó chỉ có một loại nhẫn chính hãng mạ vàng 24K thôi các bác nhé. Trên thị trường hiện nay thì nó có rất là nhiều loại, mạ vàng 18 rồi mạ vàng 10, thì những cái đấy toàn bộ là những cái hàng không chính hãng Tây Tạng hết. Đây nó có size là size 7 này. Cái này nó viết tiếng Anh, mã của nó viết tiếng Anh thì tôi cũng không dịch được, chưa dịch chữ này, chắc tên công ty của nó. Và mã vạch này, cái này thì tôi cũng không không quá quan trọng lắm, nhưng mà chủ yếu là cái chất lượng công ty, hàng công ty bên đấy nó chuyển về thì rất là yên tâm, các bạn đeo yên tâm. Và cái vấn đề mà mình cái này mình chủ yếu là đeo cầu bình an bình yên, gia đạo bình an bình yên. Về về mình thì mình cầu đi đứng đi lại cho nó yên tâm, đi nơi về đến chốn. Đeo cái này chủ yếu là mình cầu bình an bình yên, trí tuệ là chủ yếu, lúc nào cũng sáng suốt thông minh, giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày, nó là một điểm tựa về mặt tinh thần cho chúng ta nhé. Đó, cái nhẫn này chủ yếu là như thế, cầu mong là như sao nó may mắn bình an bình yên là được. Đó, nhẫn rất là đẹp. Đây là cái vòng đấy, vòng Bát Nhã, cũng là hàng chính hãng mạ vàng 24K các bác nhá. Đây là của nam này, đây là của nam này, đây là của nữ này, đây là của nữ, đây là vòng chú Bát Minh Hồng, khắc bên trên là khắc câu chú Tây Tạng, chữ tượng hình Tây Tạng, cũng có mã. Đây là woman, là của phụ nữ, size này phụ nữ. Nó làm đợt này nó làm khá là cẩn thận, làm hàng về gửi về cho tôi. Đây có màu bạc nữa các bác nhé, màu bạc bát chú Bát Minh Hồng này nữa, khắc câu chú này, vòng đeo tay thôi cho nữ. Nói chung là cái vòng này thì nữ thì ai cũng có thể đeo được, tay nhỏ hay tay to đều có thể đeo được hết. Nó rộng nhưng mà nó ôm tay các bác, đeo vòng nó phải rộng ra một chút và nó ôm tay, nó hình chữ C này, nó ôm tay này, tay mình cũng là hình bầu dục chứ không phải hình tròn đó các bác nhá, nên là đeo vào nó rất là ôm tay. nó dẹp chứ nó không tròn xoe. Đây cái tay, đây tay nó dẹp chứ nó không tròn xoe. Thì đeo cái loại thiết kế kiểu chữ bầu dục này nó rất là ôm. Đây cho nam này. Cái nhẫn này thì cái nguồn gốc của nó thì tôi đã nói rồi, chất liệu là titan mạ vàng 24K. Thì giá của nó hiện tại là 850, nhưng bên tôi đang sell cái nhẫn này từ trước giờ là sell xuống còn 550 một chiếc, và miễn phí ship, giao hàng tận nơi, được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền các bác nhé. Và được tặng thêm một cái vòng gỗ bách xanh này nữa này. Đây, được tặng thêm một cái vòng, đang được khuyến mại tặng thêm một cái vòng gỗ bách xanh Mộc Châu chìm nước này. Thì trong cái đợt này là có khuyến mại tặng cái vòng bách xanh này, hoặc là vòng vòng huyết long các bác nhé, vòng huyết long, hoặc là cái vòng huyết long này. Các bác thích loại nào thì bên tôi sẽ tặng cái loại đấy. Đây vòng huyết long, thân huyết long đây, xoay rất là đỏ, thân huyết long hoặc là cái vòng đốt trúc, các bác thích cái loại nào thì bên tôi sẽ tặng cái loại đấy. Đấy, đợt này đang được khuyến mại mà, vì cái này đã là 195.000, bên tôi bán ra thị trường cái này là 250 này, 250, cái này là giá của nó là 250, size 10 ni, 250 đến 300. Đây 12 ni là 300, 14 ni, 16 ni là 350 các bác nhé. Đó, là các bác được tặng cái vòng 12 ni này, trị giá 300 ngàn.
mua cái nhẫn mà lại được vừa được tặng vừa được mua hàng vừa cái nhẫn vừa cái vòng đeo phong thủy nữa thì là một cặp rất là đẹp. Sắp tới thì có cái mặt nữa, cái mặt của cái khắc cái chú Đại Bi hoặc đấy cái mặt chú Đại Bi để đeo cái dây chuyền đấy, thì khi nào về thì tôi sẽ quay clip cho các bác sau nha. Rồi xin chào các bác, cảm ơn các bác đã theo dõi clip của Mộc Hương Shop. Các bác nào quan tâm sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp hai số điện thoại ở dưới cái phần mô tả đây, Mộc Hương Shop, hoặc là nhắn tin gọi điện cũng được, gọi điện trực tiếp đặt hàng. Tránh trường hợp các bác đừng đặt hàng trên website nhé. Website là không phải của bên tôi mà có những cái chỗ khác ấy, thì các bác hết sức là lưu ý. Các bác bên tôi là không đặt hàng trên website, chỉ đặt hàng qua Mộc Hương Shop, qua điện thoại hoặc qua fanpage Facebook hoặc là nhắn tin qua Zalo thôi. Chứ còn mà đặt hàng qua website là bên tôi, các bác đặt hàng là gọi cho bên tôi là bên tôi không chịu trách nhiệm đâu. Nên là các bác hết sức là lưu ý nha. Tôi khuyên các bác là đặt hàng trực tiếp gọi điện để chuẩn nhất. Nhiều chỗ người ta bán nó không phải bên tôi, không phải một mình bên tôi bán cái hàng này, cho nên các bác đừng hiểu nhầm nhé. Rất là nhiều cơ sở bán hàng nhưng mà ở đâu uy tín chất lượng thì các bác phải đánh giá, tự mình có thể là yêu mến ở đâu thì các bác có thể là đặt hàng ở đấy nha các bác nhé. Và các bác thấy cảm thấy tin tưởng thì các bác đặt hàng và gọi điện, tốt nhất là gọi điện trực tiếp. Rồi xin chào các bác nha, cảm ơn các bác.